về với tuổi thơ, lòng nhong ngoài mưa lấm lem buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, vượt như chạy theo lũ ban thật hiền. Anh chia từng chiều giông che tháng ngày, vu vơ câu ca em đó nghĩ gì? Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào? Cao ta không hay đã yêu khi nào, sợ quên màu để mai sau nhớ mơ một thời hát múa thần tiên. Chào chị Cẩm Ly. Nãy giờ là các bạn thí sinh trước coi như là hát con bài thôi. Dạ. Mình hát liên khúc hai bài luôn. Có mệt không? Dạ mệt. Tại sao lại chọn cái liên khúc này? Dạ, đối với Kara khi được nghe là chủ đề của vòng thi này đó thì mình nghĩ ngay đến những bài hát mà ăn sâu vào tuổi thơ của mình rồi. Ở thế hệ 89X thì chắc chắn mọi người đều biết ca khúc này. Đúng rồi. Và đặc biệt là ở tập đầu tiên thì Kara luôn muốn mang đến cho mọi người một cái không khí thật là vui vẻ, vui tươi nên là đã chọn liên khúc này ạ. Dạ, một tiết mục rất là nhiều màu sắc và rất là dễ thương luôn. Anh Quân ơi, anh ơi, nhận xét tiết mục của bạn Phương Kara khi hóa thân thành nữ ca sĩ Cẩm Ly được không ạ? À, nhìn chung thì đây là một cái tiết mục rất là dễ thương của em. Dạ. Dễ thương nhưng có quá ít những cái yếu tố ấy để anh có thể nhận ra được là à em đang hóa thân vào chị Cẩm Ly hay thế nào cả. Anh chỉ nhìn thấy đây là một cái tiết mục rất là dễ thương, chấm hết. Heo ơi, anh lại bảo dễ thương nó phải chấm 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 thì dễ thương chấm hết. Thôi bây giờ chị chấm 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 tiếp theo ý của anh đi chị.
Chị nghĩ là anh Quân đang muốn nói rằng là đây không phải là hai cái ca khúc mà nó thực sự dễ để mà hóa thân, mà người nghe người ta nhận ra ngay đó, ngay ra chị Cẩm Ly, mà nó lại chỉ vui tươi thôi. Nếu mà chỉ vui tươi thôi thì Phương Cara cũng rất là vui tươi, nhưng mà nếu mà nằm trong khuôn khổ chương trình thì giống chị Cẩm Ly sẽ tốt hơn. Vâng. Nên là chị hy vọng là những tuần sau thì em sẽ có những cái tiết mục mà người ta sẽ phải nhìn thấy là nhân vật, chứ không phải là Phương Cara. Nhưng mà dù sao đây cũng vẫn là một tiết mục rất là đáng yêu. Cô bé này vừa có một cái phần trình diễn rất là dễ thương, rất là sôi động, đúng với cái tinh thần của cái bài hát. Bởi vì thật ra khi chị Cẩm Ly hát cái bài này á, chị Ly cũng không có nhảy nhiều, chị Ly cũng nhảy nhẹ nhàng như vậy thôi. Bởi vì chị Ly cũng không phải là một ca sĩ mà chuyên về những cái bài hát mà cần phải nhảy. Và Phương Cara đã làm tốt cái điều đó. Và nếu như chúng ta quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng Phương Cara rất là chăm chút về cái phần hóa trang. Bây giờ thì đâu có ai vẽ lông mày mà mỏng đến như vậy. Đâu có ai mà nhấn cái mí nó rõ mồm một đến như cái vậy. Cái chân mày này 1.5 tiếng hả mọi người? Đúng không? Nó hồi xưa này là cái gu nha em. Rồi anh thắc mắc, ủa anh nhớ cái bài sao là chị Ly chỉ cột tóc hai chùm mà quăng. Rồi con bé nó ra nó hát bài đậu vầy rồi sao làm tóc kịp. Sau đó ai ngờ đâu em bước vào bên trong em biến hóa trong vài giây thôi. Quá nhanh luôn. Bước ra là anh ngã ngửa anh mắc cười. Bởi vì cái sự mà linh hoạt của em, thông minh nó duyên dáng. Đó là những cái điều mà anh nhận ra được trong cái tiết mục của em. Còn dĩ nhiên để bắt chước được cái âm sắc trong cái giọng hát của chị Cẩm Ly nó không phải là một chuyện đơn giản. Và hôm nay em đã làm tương đối tròn trịa cái phần trình diễn của mình, về cái phần nhìn, về cái phần tinh thần của ca khúc và nhân vật Cẩm Ly. Em đã làm tốt, chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Chúc mừng Cara Phương đã về chỗ nha. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một nhân vật tiếp theo hứa hẹn sẽ bùng cháy. Người đó là ai? Chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút.